Xin chào và trở lại chương trình của The LV. Nếu chúng ta tiếp tục cập nhật một số bản tin quan trọng, có vẻ như truyền thông đang kêu gọi ông Biden tranh luận và tranh biện với ông Trump. Nhưng mà thật sự ông Biden thật có đủ sức hay không, tôi hoàn toàn không biết. Và có thể đảng Dân Chủ sẽ tranh luận một lần vào cuối cái tháng 10, là bởi vì họ đang chờ đợi cho 7 triệu người bỏ phiếu sớm để họ có thể che giấu những sự yếu ớt, sự mất trí nhớ của Biden hay sự lòng cộng của Biden. Hơn một hãng chục truyền thông lớn đưa ra một tuyên bố yêu cầu Joe Biden và ông Trump cam kết tiến hành một cuộc tranh biện tổng thống. Nếu có một điều mà người Mỹ có thể đồng tình trong thời điểm có rất ít ý kiến trái chiều, thì đó là rủi ro của cuộc bầu cử này đặc biệt cao. Tuyên bố chung được gửi vào ngày hôm qua. Trong bối cảnh đó, đơn giản là không có gì thay thế được những ứng cử viên tranh luận với nhau. Trước là người dân của Mỹ vì tầm nhìn của họ đối với tương lai của đất nước chúng ta. Thật đáng bất ngờ, những cái truyền thông mà đang kêu gọi, và để kêu gọi như là tờ báo AP, CBS News, CNN, Fox News, v.v. như là chương trình của ABC, NBC, PBS, NPR, C-SPAN. Tất cả những cái chương trình này là hoàn toàn là những chương trình cánh tả, thổ tả và dịch tả, đều nằm trong những danh sách truyền thông được đưa tuyên bố này. Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi bình luận đầy châm chọc của ông Trump đưa ra trong cuộc vận động tranh cử vào ngày 3 tháng 4 ở Pennsylvania, hướng tới ông Biden về việc tranh luận với ông. Tôi đang kêu gọi Joe Biden lương lẹo tranh biện mọi lúc, mọi nơi và mọi chỗ, ông nói, thu hút hàng tràng pháo tay, cổ vũ từ những người ủng hộ. Chúng ta phải tranh biện vì đất nước của chúng ta đang đi sai hướng, quá tồi tệ. Mặc dù ban đầu việc này có chút hơi sớm, nhưng chúng ta phải tranh biện, chúng ta phải giải thích cho người Mỹ cái chuyện quái gì đang xảy ra. Ông Trump cũng đưa ra những nhận xét tương tự trong bài diễn văn vận động tranh cử vào ngày 2 tháng 4 tại Green Bay, tiểu bang Wisconsin. Quý vị có thể thấy chúng ta có một bục trống ngay bên phải tôi. Quý vị biết đó là gì không? Đó là dành cho Joe Biden, ông Trump nói. Cả hai lần xuất hiện để thể hiện quan điểm của mình, cựu tổng thống Trump đã chỉ vào một cái giá cầm microphone có gắn cái tấm biển mang nhãn hiệu Trump, với nội dung là bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu, nhưng bất cứ chỗ nào. Ông cũng tuyên bố tại một sự kiện vận động tranh cử của Georgia rằng đó là vì lợi ích của đất nước chúng ta, nên ông Biden phải đồng ý tham gia một cuộc tranh biện. Mặt khác, chính quyền của Biden đã từ chối những lời kêu gọi tổ chức một cuộc tranh biện tổng thống, với lý do lo ngại đây sẽ không phải là một cuộc đọ sức công bằng, do không chắc chắn ai sẽ tổ chức cuộc đối đầu giữa đương kim tổng thống và cựu tổng thống Trump vào tòa bạch động. Đưa chương trình CNN tổ chức đi. Ông Trump tuyên bố mà, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu và bất cứ chỗ nào. Trong cái bài diễn văn thông điệp liên bang vào ngày 8 tháng 3, Biden đã từ chối những câu hỏi với các phóng viên về việc ông Trump tiếp tục thách thức một cuộc tranh biện bằng cách nói rằng điều đó sẽ phụ thuộc vào phản ứng của ông ấy. Cả 2020, cả hai ứng cử viên này có hai cuộc tranh luận rất nảy lửa. Vì nguyên tắc như cuộc tranh luận để đời, và có sự để đời nhất là cái lời nói dối trắng trợn của Biden liên quan đến con trai của Biden, đó là Hunter Biden. Khi ông Biden tuyên bố rằng ông ta không nhận tiền từ thực thể của Trung Cộng, mà trong khi đó con trai của ông là Hunter Biden đã nhận trong một cái dự án của tòa án súng tại Delaware, chấp nhận rằng là họ đã nhận tiền từ thực tế của Trung Cộng, đó là công ty năng lượng của Trung Cộng. Họ bị tấn công liên tiếp từ đời tư và chính trị. Có lúc cựu phó tổng thống đã nói với tổng thống Trump, ông có im đi không ông bạn? Thì đó là những gì mà ông Biden đã từng nói. Trong khi đảng Cộng hòa chỉ trích Biden vì không tranh luận với ông Trump, thì các nhà lãnh đạo của đảng Dân Chủ đã cảnh báo Biden không nên lên sân khấu để khẩu chính trị với nhà lãnh đạo của MAGA này. Từ người sĩ Dick Durbin nói, tôi sẽ suy nghĩ kỹ về điều đó. Như vậy trong tương lai không cần tranh luận cả. Nhưng mà nếu mà lần này mà không tranh biện với ông Trump,
thì trong tương lai những thành viên của đảng Cộng Hòa không có lý do gì mà đi tranh luận tổng thống cho những cuộc bầu cử của 2028 hay là 2032. Ông Durbin giải thích rõ ràng lời khuyên của ông xuất phát từ cho việc Tổng thống Trump là cơ hội truyền bá chủ nghĩa cực đoan của mình. Tôi phải sợ à, nếu ông truyền bá chủ nghĩa cực đoan với cái nước Mỹ, thì tôi phải sợ là người Mỹ sẽ nghe lời của ông Trump. Như vậy ông Biden không phản biện trở lại để người Mỹ có thể nghe lời ông Biden. Chứ không phải là lo ngại ông Biden không thể đối đầu với ông Trump trong một trận đối đầu tay đôi. Rất là xạo xỉnh về điều này. Ai cũng biết được rằng cái đảng Dân Chủ là chủ nghĩa cực đoan. Cái đảng Dân Chủ đang sử dụng bộ tư pháp và nhiều khu vực khác nhau để truy tố ông Trump, để muốn bỏ tù cái đối thủ chính trị của mình, giống như Vladimir Putin đã bỏ tù và giết chết một đối thủ chính trị của mình tại cuộc tranh cử của Nga. Đồng thời cái đảng Dân Chủ lãnh đạo đang giảm thiểu thiệt hại cho Biden bằng cách nêu ra Tổng thống Trump đã từ chối tranh biện với bất kỳ đảng Cộng Hòa nào ông đã giành được đề cử của cuộc sơ bộ, giống như ông đã làm hồi 2016 trước khi giành được chức tổng thống. Có nghĩa là đưa ra cái luận điểm đó, ông Trump không tranh cử trong đảng Cộng Hòa thì không lý do tôi tranh cử được cả. Nó là ngược nhau hoàn toàn. Trong cái nội bộ đảng, nó là sự khác biệt giữa hai cái đảng phái của hai ứng cử viên chính thức. Gần đây trong một cuộc phỏng vấn truyền hình, cựu chánh văn phòng của Biden là Ron Klain cho biết ông tin rằng ông Biden chắc chắn sẽ vui vẻ tranh biện với tổng thống nếu ứng cử viên MAGA này đồng tình với bộ chỉ dẫn cơ bản đúng đắn mà người tiền nhiệm của ông đã đồng tình. Chỉ dẫn đúng đắn về chuyện gì? Để cho ông Biden đưa những lời dối trá, chẳng hạn như là Hunter Biden không nhận tiền từ Trung Cộng, hay là kể cả luôn cái bộ trình báo của Joe Biden đã sử dụng 51 thành viên trong ủy ban trình báo để ký vào cái tờ giấy và cho rằng máy tính sách tay của Hunter Biden là không có sự thật. Ông Glenn cho rằng ông Trump đã vi phạm luật lệ ở mọi nơi có thể trong cuộc tranh biện giữa ông và ông Biden lần trước. Lần trước là một cuộc trình diễn hơn là một cuộc tranh biện. Việc không có ứng cử viên cam kết cũng không ngăn cản được ủy ban tranh biện lên lịch các cuộc tranh biện tổng thống. Trên cái trang web của mình, họ đã lên lịch 3 cuộc tranh biện kéo dài 90 phút, với cuộc tranh biện tổng thống đầu tiên dự kiến vào ngày 16 tháng 9 tại trường đại học tiểu bang Texas San Marcos. Cuộc tranh biện thứ hai diễn ra vào ngày 25 tháng 9 tại đại học Lafayette của Eastern Pennsylvania. Cuộc tranh biện thứ ba là đại học Utah của thành phố Salt Lake vào ngày 9 tháng 10, chỉ vài tuần trước cuộc tổng tuyển cử. Ủy ban này cũng lên lịch cho một cuộc tranh biện phó tổng thống ngày 25 tháng 9 tại đại học Lafayette Eastern, mặc dù ông Trump vẫn chưa công bố lựa chọn ứng cử viên liên danh. Trong một tuyên bố gần đây về các cuộc tranh biện tổng thống, hai vị đồng chủ tịch CPD là ông Frank và Anthony. Các cuộc tranh biện trong cuộc tổng tuyển cử Hoa Kỳ được theo dõi trực tiếp trên toàn thế giới, là mẫu hình cho nhiều quốc gia khác. Cơ hội được nghe và được thấy những ứng cử viên hàng đầu giải quyết những vấn đề nghiêm trọng trong môi trường công bằng và trong lập. Tổ chức tranh luận được thành lập năm 1987. Sự khẳng định mình là một tổ chức phi đảng phái và không nhận tài trợ của chính phủ. Tổ chức cho biết tất cả những cuộc tranh biện sẽ bắt đầu 9 giờ tối theo giờ chuẩn của Đông Hoa Kỳ, mà không có quảng cáo làm gián đoạn với danh tính của người điều hành và dạng thức sẽ được công bố sau. Lời kêu gọi hai ông tổng thống cam kết tham gia. Các cuộc tranh biện tổng thống của tổ chức truyền thông quốc gia đã chỉ trích, để trích dẫn truyền thống lịch sử của các cuộc tranh biện tổng thống để kêu gọi các ứng cử viên tổng thống giả định tham gia các cuộc tranh biện trước cuộc tuyển cử vào tháng 11 sắp tới. Các cuộc tranh biện của tổng thống đã có truyền thống lâu đời trong nền dân chủ của Hoa Kỳ, đóng một vai trò quan trọng chính trong cuộc bầu cử tổng thống của 50 năm qua, kể từ năm 1976. Trong mỗi cuộc bầu cử đó, hàng chục triệu người đã theo dõi trên truyền hình và ứng cử viên tranh biện cạnh nhau trong một cuộc cạnh tranh về ý tưởng để giành được cái phiếu bầu của dân Mỹ. Cái áp lực ngày càng tăng đối với cuộc tranh biện tổng thống đã gây ra một cơn mưa tranh luận riêng trên mạng xã hội. Trong bài đăng của ngày 11 tháng 4 trên trang mạng của Quốc dân biểu Tom Emmer, Cộng hòa Minnesota, cho biết lý do thật sự khiến ông Biden không cam kết tranh biện với ông Trump là ông biết khả năng nhận thức của mình đã suy giảm quá nhiều. Đúng luôn, ông không dám lấy một cái test về nhận thức.
mà những cử tri của Biden either hiện giờ ủng hộ cho Biden. Một là tụi nó cũng nên đi kiểm tra cái test về nhận thức của mình. Ông ấy thậm chí có thể vượt qua được cuộc họp báo ngắn mà không có những câu hỏi trả lời trong kịch bản ông Emmer nói. Đáp lại, người ủng hộ của Biden đã chế giễu ý kiến rằng ông cựu Tổng thống Trump sẽ đánh bại đương kim Tổng thống trong cuộc tranh biện. Ông Trump biết nếu tranh biện, ông sẽ thất bại vì Biden sẽ đánh bại ông hoàn toàn. Bây giờ tôi nói cái đảng Dân Chủ nó ngược ngào đó, quý vị. Nó ngược ngào đến cái mức độ mà chúng ta không tưởng tượng được. Là bây giờ tôi nói nó ngược lại là ông Trump sẽ thua và ông Trump sẽ không tranh biện, vân vân. Kính thưa tụi bay, hãy nghe cho rõ. Ông Trump đã thách thức tụi bay mọi lúc, mọi nơi, mọi chỗ, mọi khu vực. Thì không có lý do gì mà bây giờ tụi bay nói rằng là ông Trump, ông Biden sẽ đánh thắng trong cuộc tranh biện mà trong khi đó vẫn tiếp tục cho chối. Không có tổng thống nào mà đi trả lời cho những cuộc họp báo mà phải đặt câu hỏi trước. Và chúng ta tiếp tục cập nhật bản tin tiếp theo liên quan đến bầu cử cho 2024. Trên mạng chúng ta đó là cái lá thư đến từ Pennsylvania. Các nhà lãnh đạo của đảng Cộng hòa ở Pennsylvania ủng hộ việc bỏ phiếu qua thư và họp đựng phiếu. Đây thật sự là một trong những gì mà đảng Cộng hòa đã thức tỉnh và thay đổi tại tiểu bang này. Xin chúc mừng đảng Cộng hòa. Những tiểu bang của đảng Dân Chủ thì không có lý do gì chúng ta không sử dụng cái luật của tiểu bang đó để giành chiến thắng. Việc bỏ phiếu đã thay đổi Hoa Kỳ và đảng Cộng hòa Pennsylvania. Muốn cử tri thay đổi theo điều đó bằng cách trở thành cử tri để gửi thư. Các cuộc bầu cử diễn ra trong một ngày. Chỉ có một số ít người bỏ phiếu vắng mặt. Họ chủ yếu là cử tri quân đội đóng quân ở nước ngoài. Những người đang đi du lịch bị ốm hoặc có lý do khác không đi bỏ phiếu ở địa phương vào ngày bầu cử. Nhiều năm trước khi COVID 19 xuất hiện, các đảng viên của đảng Dân Chủ Pennsylvania đã nói về việc mở rộng bỏ phiếu vắng mặt. Như chúng ta đã biết, thành bỏ phiếu vắng mặt không có lý do. Nơi bất kỳ ai cũng có thể bỏ phiếu qua thư, không cần lý do. Vào tháng 10 của 2019, cơ quan lập pháp Pennsylvania đã thông qua đạo luật 77, một gói thay đổi gây tranh cãi đối với luật bầu cử, cho phép bỏ phiếu vắng mặt không có lý do. Lý do mà tại sao những cuộc tranh luận luôn luôn được kéo dài tới tháng 10? Bởi vì đảng Dân Chủ muốn minimize cái impact nó là gần như 7 triệu 7 người đã bỏ phiếu, đặc biệt là tiểu bang Pennsylvania đã bỏ phiếu sớm gần cả mấy tháng trước ngày bầu cử. Và 2020, COVID 19 đã mang lại sự sang cách xã hội, cách giãn xã hội. Cùng với đó là sự thúc đẩy của đảng Dân Chủ trên toàn quốc thúc đẩy cử tri sử dụng tùy chọn bỏ phiếu qua thư. Thời điểm đó, ông Trump đã kêu gọi những người ủng hộ bỏ phiếu trực tiếp vào ngày bầu cử, nói rằng việc bỏ phiếu qua thư và thùng đựng phiếu kém an toàn hơn. Đảng Cộng hòa hầu hết đồng ý, nhưng đảng Cộng hòa đã thua hầu hết các cuộc đua bầu cử kể từ đó. Giờ đây đảng Cộng hòa Pennsylvania đang kêu gọi cử tri chấp nhận bỏ phiếu qua thư, sử dụng nó, quảng bá nó và trân trọng nó. Trong lịch sử, các cuộc bỏ phiếu vắng mặt là một phần chiến lược quan trọng trong sách lược của đảng Cộng hòa. Ông Lawrence Tabas, chủ tịch đảng Cộng hòa Pennsylvania nói, trong thời kỳ của tập 19 khi mọi người gần ngại tập hợp thành nhóm, đảng Cộng hòa tiểu bang nghĩ mở rộng việc bỏ phiếu qua thư sẽ được chấp nhận. Ông Tabas cho biết, chúng tôi đã bắt đầu tại đảng cấp bang vào tháng 3 của 2020 để thúc đẩy và thúc đẩy chiến lược bỏ phiếu qua thư. Mãi cho đến khi tổng thống xuất hiện và nói rằng ông ấy phản đối đó, ngoài trừ Florida, sau đó là người đứng đầu RNC, đột nhiên điều đó lại bị phanh lại. Làm tăng thêm ngờ vực, cựu chủ tịch quốc gia của đảng Cộng hòa Ronna McDaniel cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 8 chương trình Face of the Nation của CBS và rằng đảng ủy ban quốc gia đảng Cộng hòa đang kiện các bang để thay đổi quy định trong 90 ngày trước cuộc bầu cử để cho phép bỏ phiếu qua thư. Năm 2020, ông Biden đã nhận thêm 80.000 lá phiếu ở Pennsylvania, nhưng ông Trump có nhiều cử tri trực tiếp hơn. Cử tri của chúng tôi đông hơn, gần 4 trên 1 cái lá phiếu gửi qua thư. Đó là nơi thu thập được 80.000 cái lá phiếu.
Ông Tabas nói, bởi vì người dân của chúng tôi không làm điều đó, bởi vì Tổng thống đã nói đừng tin điều đó. Kết quả rõ ràng hơn khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của 2022, nên đảng Dân Chủ chiếm ưu thế tại họp bỏ phiếu, trong khi hầu hết đảng viên đảng Cộng Hòa đã từ chối bỏ phiếu qua thư. Chỉ có 21% yêu cầu bỏ phiếu qua thư đến từ đảng Cộng Hòa. Trong cuộc đua giành chức thống đốc, đảng Cộng Hòa đã là ông Mastriano với 2.043.000 cái lá phiếu, đã đánh bại cái đảng Dân Chủ George Shapiro 1.978.000 cái lá phiếu, với 64.672 cái phiếu bầu tại phòng thư ngay ngày bầu cử. Tuy nhiên, ông Shapiro đã nhận được 1.000.000 cái lá phiếu bầu qua thư, so với 187.000 cái lá phiếu của ông Mastriano, tức là ông Shapiro đã có thêm 830.000 cái lá phiếu bầu qua thư và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Đó là điểm mà đảng Cộng Hòa đã thất bại trong những cuộc bầu cử trước đó, là bởi vì họ đã thua cách bầu cử. Điều tương tự đã xảy ra trong cuộc đua thượng viện của Hoa Kỳ vào 2022, nơi số lượng phòng phiếu trong ngày bầu cử của đảng Cộng Hòa ông Mesos đã đánh bại Fetterman với 484.000 lá phiếu. Trong cuộc bỏ phiếu qua thư, Fetterman đã bù đắp nhiều hơn mức thâm hụt 960.000 lá phiếu so với 234.000 lá phiếu của Dr. Oz. Đó là lý do tại sao ông Tabas có một câu thần chú mới: nếu bạn muốn giành chiến thắng, hãy gửi nó qua đường bưu điện. Ông ủng hộ việc bỏ phiếu qua thư vào năm 2023 và trong tương lai. Cho dù Tổng thống hay bất kỳ ai khác sẽ ủng hộ nó, tôi đều ở ngoài đó và thúc đẩy nó. Chúng tôi đạt được một số cái lợi ích nhất định. Ông Tabas nói rằng vào 2023, cái đảng Cộng Hòa đã chiếm 41% số đơn ghi danh bỏ phiếu qua thư mới của tiểu bang. Trong số đó, 27% là đảng viên của đảng Cộng Hòa hoàn toàn mới, ông nói. Điều đó có nghĩa là chiến lược gửi qua thư đang thu hút những cử tri có xu hướng thấp và tăng thêm có số lượng cử tri của đảng Cộng Hòa. Khi đảng Dân Chủ từ lâu đã có nhiều cử tri ghi danh hơn, ở Pennsylvania thì đảng Cộng Hòa đang dần thu hẹp cái khoảng cách. 10 năm trước, Pennsylvania có 1.4 triệu đảng viên đảng Dân Chủ hơn đảng viên đảng Cộng Hòa. Ông Tabas nói, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ làm điều này trong đời. Nhưng tính đến cái tháng 4, tỷ lệ cử tri của đảng Dân Chủ so với đảng Cộng Hòa chỉ có 936.000 cái lá phiếu. Wow! Kinh khủng về điều này. Tức là Pennsylvania đang đến cái điểm đến là những thành viên của đảng Cộng Hòa nhiều hơn. Hiện tại chúng tôi đã giảm xuống 400.000 cái lá phiếu và chúng tôi đang tiến về phía trước. Chúng ta sẽ còn xuống thấp hơn nữa. Ông nói điều một phần sau khi ông thống đốc John Shapiro đã bổ sung tính năng ghi danh cử tri tự động và quy trình lấy bằng lái xe. Đảng Cộng Hòa phần lớn đã dẫn đầu cái lượt ghi danh mới đó. Ông Tabas nói, trong 3 năm chúng tôi đã bị đánh bại. Chúng tôi không thể giành chiến thắng nếu chúng tôi không bỏ phiếu qua thư. Ông tin rằng cái đảng Dân Chủ đã đạt được mục đích về số lượng cử tri có xu hướng thấp mà họ có thể thêm vào tổng số cử tri của mình. Và ông cảm thấy tin tưởng rằng có đủ đảng viên đảng Cộng Hòa ở Pennsylvania để giành chiến thắng cho 2024 nếu tất cả họ đều đi bỏ phiếu. Đảng Cộng Hòa đang nhắm vào những đảng viên của đảng Cộng Hòa, những người đã không tham gia bỏ phiếu trong ít nhất 10 năm. Nếu họ chưa đi hết 4 hoặc 5 dãy nhà để đến địa chỉ bỏ phiếu, đảng Cộng Hòa cho rằng đều có thể khuyến khích họ lại đến hộp thư của mình. Đảng Cộng Hòa ủng hộ bỏ trùng thư khu vực lân cận. Ông chủ tịch đảng Cộng Hòa Tabas nói rằng là không quan tâm đến vấn đề an ninh tại các thùng lập phiếu. Ông nói cử tri có thể dễ dàng bỏ cái lá phiếu qua đường bưu điện thay vì bỏ vào hộp phiếu. 2024, bỏ phiếu qua thư là luật của tiểu bang của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không thay đổi về điều đó. Sẽ không có ý nghĩa gì khi chúng tôi không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này bằng cách bị ám ảnh bởi chiến thuật của họ. Chúng ta phải kêu gọi người dân của mình bỏ những cái lá phiếu và bỏ vào trùng thư. Ông ấy muốn thấy ít tiền vận động hơn được chi cho quảng cáo trên truyền hình tư tính. Những quảng cáo không có khả năng làm thay đổi suy nghĩ của cử tri, thay vào đó đã chi cho trò chơi thực tế để huy động cử tri. Trong một cuộc bầu cử sơ bộ tại Pennsylvania vào 23 tháng 4,
những cử tri đã bỏ phiếu. Việc bỏ phiếu trực tiếp vắng mặt đã bắt đầu từ ngày 5 tháng 3 và tiếp tục cho đến ngày bầu cử. Cử tri có thể yêu cầu bỏ phiếu qua thư cho đến ngày 16 tháng 4. Giờ đây, thay vì ngày bầu cử, mùa bầu cử có thể kéo dài tới 18 ngày. Tổng thống Trump lên tiếng ủng hộ việc bỏ phiếu qua thư. Như ông Tabas muốn ông quyết định quyết đoán hơn về điều đó. Cái đảng Cộng Hòa đó là ông Dave McCormick đang tranh cử trong cuộc bầu cử sơ bộ sẽ đối đầu với thượng nghị sĩ đương nhiệm đảng Dân Chủ Bob Casey trong cuộc đua về trên Thượng viện của Hoa Kỳ. Ông McCormick nói, một cách mà chúng tôi có thể bảo đảm rằng tiếng nói của người dân Pennsylvania đều được lắng nghe là khuyến khích mọi người bỏ phiếu sớm. Đây là một công cụ thiết yếu trong cái hợp công cụ để tăng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu. Thủ quỹ của Pennsylvania Crazy, một đảng viên của đảng Cộng Hòa, đã khuyến khích bỏ tiếng qua thư, đặc biệt là các quận nông thôn. Cô ấy nói, có điều gì đó xảy ra vào ngày bầu cử khiến bạn không thể bỏ phiếu. Đó là lợi ích của việc bỏ phiếu sớm. Bạn có thể có được cái nhìn sâu sắc về giá trị và tình trạng của cuộc đua khi được bỏ phiếu. Cái đảng Dân Chủ làm điều này thực sự tốt. Điều đó có nghĩa là họ đã có nguồn lực rất lớn. Khi cử tri bỏ phiếu trước ngày bầu cử, họ sẽ bị xóa khỏi danh sách liên hệ cử tri. Nó tiết kiệm tiền cho các chiến dịch vì họ có thể tập trung được những người chưa bỏ phiếu. Cô ấy nói, đó là một sự thay đổi mô hình. Nhưng cô ấy tin rằng việc bỏ phiếu bằng thư sẽ tiếp tục tồn tại. Đảng Dân Chủ có dữ liệu. Họ biết khi nào, ở đâu và tỷ lệ cử tri đi vào họ thấp trong một quận. Họ có thể sử dụng thông tin đó để chuyển nguồn lực, bà nói. Nếu đảng Cộng Hòa không có nhìn sâu sắc thì họ sẽ lao vào cuộc chiến một cách rất mù quáng. Mọi thứ sẽ không thay đổi cho đến khi chúng ta bắt đầu giành chiến thắng. Nếu bạn muốn giành chiến thắng, bạn phải có mặt trên sân, không chấp nhận gửi thư, cũng như giống như đang tham gia cuộc chạy đua 100 gia mà bạn để đối thủ mình xuất phát trước 50 gia. Và đó là những bản tin của The LV News, và chúng ta tiếp tục cập nhật những bản tin LV News trong chương trình của ngày hôm nay. This is an assault on America. Nothing like this has ever happened before. There's never been anything like it. Every legal scholar said this case is nonsense. It should never have been brought. It doesn't deserve anything like this. There is no case, and they've said it. People that don't necessarily follow or like Donald Trump said this is an outrage that this case was brought. This is political persecution. This is a persecution like never before. Nobody's ever seen anything like it. And again, it's a case that should have never been brought. It's an assault on America. And that's why I'm very proud to be here. This is an assault on our country. And it's a country that's failing. It's a country that's run by an incompetent man who's very much involved in this case. This is really an attack on a political opponent. That's all it is. So I'm very honored to be here. Thank you very much. Welcome một lần nữa tất cả các quý khán thính giả trở lại chương trình của The LV News. Đoạn video clip mà Tổng thống Trump đã xuất hiện tại tòa án tại thành phố New York. Một cái vụ án mà cánh tả, thổ tả, dịch tả và đám dịch giật tả rất là excited và ăn mừng khi mà thực sự cái vụ án là lần đầu tiên trong lịch sử cái nước Mỹ truy tố một cựu tổng thống của Hoa Kỳ vì cái tiền bịt miệng. Bà Clinton đã sử dụng tiền của quỹ tranh cử tương tự để đi chụp dò ông Trump về sự kiện của Christopher Steele và cuộc điều tra của Trump Nga. Nhiều thứ khác nhau. Ông Trump đã làm nên lịch sử hôm thứ Hai khi ông trở thành cựu tổng thống đầu tiên hầu tòa tại phiên xử án tại thành phố New York. Bị cáo buộc vì sai lệnh các khoản thanh toán kinh doanh trong chiến dịch tranh cử 2016. Ông Trump ngồi vào bàn bầu chữa bên trong tòa án Manhattan khi quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn bắt đầu. Ứng cử viên tổng thống được cho là đảng Cộng Hòa sẽ phải hầu tòa 4 ngày một tuần trong 6 tuần sắp tới. Như vậy cái mục đích của tôi nói là để cho cái phiên tòa này tiếp diễn, để ông Trump không còn cái thời gian để đi tranh cử hoặc là nghỉ ngơi. Ông Trump phải tốn tiền trong cuộc campaign của ông thay vì đem tiền đi quảng cáo để
vạch mặt chính sách kinh tế Biden rất tệ hại như thế nào. Tôi nói cho là sự ăn mừng. Tôi nói cho rằng đây là chiến thắng của tòa án. Nhưng mà thật sự cái dự án đem đến cho ông Trump, thật sự là ông Trump có vi phạm cái luật pháp của nước Mỹ hay không? Một cái điểm chung trong bốn vụ án hiện giờ, đó là gì? Đó là ông Trump bị truy tố bởi những thành viên của đảng Dân Chủ, bởi thẩm phán được appointed bởi đảng Dân Chủ, mọi thẩm đoàn trong khu vực nhiều đảng Dân Chủ, và kể cả luôn những cái truyền thông của đảng Dân Chủ đang PR cho sự kiện này. Trước khi bước vào phòng xử án, Tổng thống Trump nói với phóng viên rằng phiên tòa là một cuộc tấn công vào nước Mỹ về một đối thủ chính trị, đồng thời nói thêm chưa bao giờ có cái chuyện như thế này xảy ra trước đây. Ông nói vụ việc đáng lẽ không bao giờ được đưa ra, tương đương với sự đàn áp của chính trị. Ông nói thêm, đây là một cuộc tấn công vào nước Mỹ, đó lý do tại sao tôi rất tự hào để có mặt ngày hôm nay. Đây thật sự là một cuộc tấn công về một đối thủ chính trị. Mọi học giả pháp lý đều nói rằng vụ việc này là vô nghĩa, là nó không bao giờ được truy tố. Khi tòa án hôm thứ Hai, thẩm phán Juan Merkin đã bác bỏ đề nghị từ chối do ông Trump đưa ra, ông sẽ không xét lại khi phiên tòa phúc thẩm phán quyết cái vấn đề này. Ông tuyên bố rằng cựu Tổng thống đang danh tham gia và sử dụng những lý luận, những ám chỉ, những suy đoán không căn cứ để đưa ra những tuyên bố để có thể rescue bản thân của mình. Quý vị nên nhớ một điều như thế này nè. Vợ của thẩm phán làm việc cho Bộ Tư pháp, bà James của New York, trong vụ án 454 triệu đô la. Con gái của thẩm phán làm việc trong cuộc campaign về gây quỹ tiền cho bà Clinton, cho Biden và Kamala Harris. Thay vì nghĩ rằng như vậy thật sự thẩm phán này có sự công bằng. Hàng trăm người đến từ Manhattan sẽ nộp đơn tới tòa án hôm nay để được coi là bồi thẩm đoàn trong quá trình có thể mất nhiều ngày. Trên trang mạng True Social, Tổng thống Trump viết rằng phiên tòa dự án hình sự can thiệp về bầu cử lưu ý rằng ông có thể sử dụng cái thời gian và tiền bạc của mình để vận động cho cuộc tổng thống 2024 thay vì phải hầu tòa. Vào lúc 6 giờ sáng thứ Hai, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã gửi một thông báo báo chí nói rằng là biện lý Alvin Bragg, là công tố viên yêu thích của George Soros, đề cập đến nhà đầu tư tỷ phú cánh tả, đã rót hàng triệu đô la vào các cuộc bầu cử địa phương để bầu cho quan chức cánh tả. Ông ta phải đối mặt với hàng chục tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh nhằm che đậy những gì được mô tả là khoản thanh toán bịt miệng cho Stormy Daniels. Tổng thống Trump đã không nhận tội và cho biết ông chưa bao giờ ngoại tình với bà Daniels. Tội danh mà ông Trump có thể đối mặt hình phạt đến 4 năm tù. Tuy nhiên, không có gì bảo đảm rằng Tổng thống Trump sẽ thực sự ngồi tù nếu bị kết án. Bản án cuối cùng sẽ thuộc về thẩm phán. Đáng chú ý, hiện chưa rõ là cơ quan mật vụ sẽ xử lý một cựu tổng thống bị trống giam như thế nào. Tôi cũng đang chờ đợi. Cái đảng Dân Chủ nó bỏ một đối thủ chính trị của ông Trump vào tù, rồi để người Mỹ sẽ bỏ cái lá phiếu để lấy ông Trump ra khỏi tù và đi truy tố ngược lại ông Biden. Về cái hành động của Biden như thế nào để áp đặt công tố viên của Sokin, của cuộc điều tra của Ukraine, để bao che cho sự tham nhũng của công ty Burisma mà liên quan đến con trai của ông là Hunter Biden. Và nhiều thứ khác nhau, từ từ. Và vụ án của nhiều nhân vật trong quá khứ, tương lai và hiện tại, nó sẽ mở đường cho tất cả những vị cựu tổng thống, và trên bản chất không ai có sự an toàn. Hồ sơ của tòa án New York và các tài liệu lưu trữ trên báo chí cho thấy rằng các bị cáo chỉ bị kết tội làm sai lệch hồ sơ kinh doanh khiến phải hồi tù, trừ khi họ bị buộc thêm trọng tội hơn nữa. Cũng khó để biết được cái mức độ phức tạp về mặt phía sau về chính trị của việc bỏ tù một cựu tổng thống có thể đóng một vai trò gì trong việc tuyên án. Trước phiên tòa, thẩm phán Juan Merkin, một nhà hoạt động chính trị của cánh tả, đã ban hành cái lệnh bịt miệng ngăn ông Trump nói về nhân chứng. Bồi thẩm đoàn thẩm phán đã mở rộng nó vào đầu tháng này để cấm bình luận về chính gia đình của ông tổng thống. Chính gia đình của ông thẩm phán, sau khi ông Trump đã lưu ý trên mạng xã hội rằng con gái của thẩm phán là cố vấn chính trị của đảng Dân Chủ. Tổng thống Trump được phép đưa ra những bình luận chỉ trích bản thân thẩm phán và ông Bragg. Các luật sư của ông đã lập luận trong các giấy tờ hồ sơ của tòa án rằng
cái lệnh bệnh miệng sẽ làm mất đi cái quyền của tôi chính án trước nhất của ông Trump. Lưu ý rằng ông là ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa cho chức vị Tổng thống. Tôi muốn lấy lại tiếng nói của mình. Cái tên thẩm phán lừa đảo này đã bịt miệng tôi vi hiến. Bên kia có thể nói với tôi, nhưng tôi không được phép về họ. Thử nghiệm sự gian lận, ông Trump cũng đã viết vào cuối tuần qua. Đồng thời, thẩm phán đã bác bỏ lập luận các tổ chức tranh chức vì việc trình hình quá trình tố tụng, mặc dù ông sẽ cho phép cái nhiếp ảnh gia chụp ảnh tỉnh trong phòng xử án thời gian ngắn. Theo trình báo của AP, New York, một trong những bang hạn chế nhất trong phát sóng điện tử và thủ tục tố tụng tại tòa án. Trong trước, luật sư của ông Trump là bà ông Michael Cohen, luật sư cũ. Tổng thống Trump đã mô tả cựu luật sư của ông Michael Cohen là Stormy Daniels là kẻ hai chuyện hai kẻ nhất nhé. Với những lời dối trá và xuyên tạc của họ đã khiến cái đất nước chúng ta phải trả giá rất đắt. Trong nhiều năm, cả Michael Cohen và bà Daniels đều đã đưa ra cuộc phỏng vấn chỉ trích Tổng thống Trump. Cuối tuần qua thứ hai, Cohen thường xuyên viết và chia sẻ những lời bình luận, những bài đăng chỉ trích của Trump trên trang mạng của X. Ông Trump đã tuyên bố rằng dự định làm chứng tại phiên tòa của mình. Tất cả những gì tôi có thể nói là sự thật. Ông ta nói trong một bình luận công khai và là sự thật, họ không có trường hợp nào cả. Trong khi đó, Cohen dự kiến đứng làm chứng, Daniel cũng có thể làm chứng trong tương lai. Từ đời của mụ Stormy Daniels này, con mụ Stormy Daniels này trong tương lai, quá khứ và hiện tại, con mụ này và sự nghiệp của họ, bả gần như đã chết. Rất là chết. Khi con mụ này và những lời dối trá của bạn và cánh tả đã PR chuyện này, và họ đã sử dụng mọi cái nguồn lực để chụp vào ông Trump trong cái vụ án tại tiểu bang New York. Bây giờ chúng ta nhớ lại Alvin Bragg là ai cái đã. Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào nhân vật này. Alvin Bragg, luật sư quận của Manhattan, mới được bầu đã xem xét kỹ lưỡng về mối quan hệ của ông với tỷ phú George Soros và việc theo đuổi ông Trump. Cái quỹ đạo sự nghiệp và tuyên bố của Alvin Bragg nhấn mạnh sự liên kết của ông với chính trị, cánh tả, sự tập trung của ông vào cuộc điều tra liên quan đến những thành viên của đảng Cộng Hòa. Vào tháng 5 của 2021, một ủy ban hành động chính trị được hỗ trợ bởi George Soros, Color of Change, đã ủng hộ Bragg trong cuộc đua biện lý cam kết $1,000,000 cho chiến dịch tranh cử của ông. Bản thân George Soros đã công khai quyên góp $1,000,000 cho Color of Change Park sau đó khi chứng thực theo hồ sơ công khai. George Soros đã công khai thừa nhận sự ủng hộ của ông đối với công tố viên và luật sư quận, những người ủng hộ cái vấn đề tội phạm tại một số tiểu bang của đảng Dân Chủ, và cho rằng cần cải cách cái cần tiếp cận khoan dung đối với tội phạm. Ông Bragg là một đảng viên của đảng Dân Chủ trung thành. Một nhà hoạt động chính trị của đảng Dân Chủ đã xây dựng cái sự nghiệp của mình trên nền tảng thách thức các nhân vật quyền lực, đặc biệt là đi trù dập những thành viên của đảng Cộng Hòa. Ông đã chính thức khoe khoang về việc điều tra các doanh nghiệp của Trump, bày tỏ sự hài lòng về các thủ tục pháp lý chống lại Trump Organization. Ông Bragg đã nhấn mạnh sự tham gia của mình và các vụ kiện chống lại ông Trump, bao gồm các trường hợp liên quan đến quỹ Trump và các chính sách khác nhau trong chính quyền của Trump. Trong chiến dịch tranh cử của biện lý quận, Alvin Bragg thường xuyên nhấn mạnh các cuộc chiến pháp lý của mình chống lại ông Trump, như là những bằng chứng về trình độ của ông để giám sát cuộc điều tra về hoạt động của cựu tổng thống. Ông đã nhấn mạnh rằng với kinh nghiệm sâu rộng là một cánh tả, là một nhà vận động chính trị cho cánh tả, sự kiện tụng của ông Trump và bắt buộc ông Trump phải trả giá và trả trách nhiệm cho nhiều thứ. Wow! Như vậy chúng ta làm gì có một phiên tòa công bằng khi những con người này là những nhà hoạt động chính trị của đảng Dân Chủ đang muốn triệt tiêu một đối thủ của đảng Cộng Hòa. Các nhà phê bình đã nêu lên những lo ngại về việc ông Bragg chính trị hóa công khai các vấn đề pháp lý. Sự liên kết chặt chẽ của ông đối với George Soros cho thấy quyết định truy tố của ông có thể bị ảnh hưởng bởi lợi ích của đảng phái, vì ông Bragg liên tục đề cập đến các vụ kiện chống lại Trump để thúc đẩy các cáo buộc tận dụng những hành động pháp lý vì lợi ích chính trị của đảng Dân Chủ. Wow! Trong khi đó ông Alvin Bragg, trong một video vào tháng 5 của 2019,
Brad cùng với cựu công tố viên liên bang khác khẳng định cuộc điều tra Mueller về cuộc điều tra của Nga phát hiện đủ bằng chứng để truy tố ông Trump. Cuộc điều tra của Robert Mueller đã tốn gần 40 triệu đô la của người Mỹ. Nhưng mà đợt cuối cùng cuộc điều tra này có đem lại kết quả gì cho nước Mỹ hay không? Ngoài cái vấn đề chúng ta thấy được, kể cả luôn FBI, CIA đã nghe lén ông Trump như thế nào và đã chụp dò ông Trump bằng cái hồ sơ giả của bà Clinton, và bà Clinton phải phạt bởi FEC, cái cơ quan về bầu cử, về cái tội sử dụng tiền trong quỹ tranh cử để trả cho bộ hồ sơ Christopher Steele để nghe lén ông Trump. Sự ủng hộ mạnh mẽ của ông Brad với lập trường này, bất chấp sự phát hiện và kết luận đó, đã thu hút sự kỹ lưỡng và sự vô tư phán đoán của ông khi thật sự ông Trump đã trắng ngán trong cuộc điều tra của Robert Mueller. Hơn nữa, quyết định truy tố của Ivan Brad đã bị chỉ trích vì những người giàm pha mô tả một mô hình bất tài và khoan dung với tội phạm. Vào tháng 7 2022, ông đã hủy bỏ cái cáo buộc giết người đối với Jose Haba, một công dân Bogana đã đâm vào một cựu tù nhân tại để trừ vậy, dẫn đến Oba phải trải qua 5 ngày ở đảo Ranchi. Ngoài ra, ông Brad đã từ chối truy tố Tracy McCarter, người đã đâm chết chồng cô, đặt ra câu hỏi cam kết của ông ta với công lý của nạn nhân. Có nghĩa rằng ông này, cái mục tiêu là không phải bảo vệ cho người Mỹ. Cái mục tiêu mà để đắc cử cái phòng công tố viên của Manhattan là đi truy tố những thành viên của đảng Cộng Hòa, trong đó, đó là ông Trump. Các nhà phê bình đã nhấn mạnh một số trường hợp sự khoan hồng của Alvin Bragg được cho phép là hành vi tội phạm vẫn tiếp tục tồn tại. Ông ta đã thả cậu bé 16 tuổi mà không cần bảo lãnh sau khi cậu bé này đã tấn công giả mang một sĩ quan cảnh sát NYPD. Ông ta đưa ra một thỏa thuận nhận tội cho một người đàn ông với tội ăn cắp lớn cho phép ông ta tấn công người phụ nữ trên đường phố sau đó. Ông Alvin Bragg đã hạ cấp tội cướp của vũ trang và thả một người đàn ông cố gắng đâm dân biểu Lee Jardine, một thành viên của đảng Cộng Hòa trong sự kiện vận động tranh cử. Sự gia tăng tội phạm về bạo lực của thành phố New York bao gồm nhiều vụ nổ súng và các sĩ quan NYPD. Trong những tuần đầu của nhiệm kỳ, ông Brad đã dấy lên sự lo ngại và cách tiếp cận của ông đối với việc thực thi pháp luật và an toàn công cộng. Các nhà phê bình cho thấy sự khoan hồng của ông Brad đối với tội phạm nghề nghiệp đã góp phần vào văn hóa không bị trừng phạt khuyến khích những người tái phạm. Trong khi đó, những lời chỉ trích chống lại quyết định truy tố về liên kết chính trị của Ivan Brad với đảng Dân Chủ và Biden như thế nào? Kinh hoàng vì điều này. Thẩm phán của tòa án tối cao tiểu bang, đó là Kasich, đã công khai chỉ trích quyết định của ông Brad không truy tố Tracy McCarter vì đã đâm giết chết chồng cô, cáo buộc ông ta không chịu ở áp lực từ những người ủng hộ và ảnh hưởng bên ngoài, kể cả luôn cái tổ chức Color of Change. Tổ chức Color of Change như nói trên là tổ chức được ủng hộ bởi George Soros vì ông đã nhận được 1 triệu đô la từ quỹ tranh cử. Cái lịch sử quyên góp của Alvin Bragg cho ứng cử viên của đảng Dân Chủ gồm có là Barack Obama. Raphael Warnock đặt ra câu hỏi về thành kiến chính trị tiềm ẩn về quyết định của ông. Trong ngày đầu nhận chức, ông Alvin Bragg đã ban hành một tuyên bố phát thảo những cải cách sâu rộng đối với hệ thống tư pháp hình sự của nhà nước, bao gồm các chỉ thị cho các công tố viên tránh tìm kiếm bảo lãnh hoặc là ngồi tù cho tội phạm, coi cướp vũ trang là một tội nhẹ và bỏ qua một số tội trộm cắp bán lẻ. Những chính sách này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của quan chức thực thi pháp luật, bao gồm cả quỹ viên của Sở Cảnh sát New York. Nói rằng ông Alvin Bragg là mềm mỏng với tội phạm và tiếp tục dẫn đến cái sự phạm tội tràn lan của nước Mỹ. Kinh khủng về điều này. Trong khi đó với tội phạm gia tăng tại Manhattan, người dân New York đã bày tỏ sự trỗi dậy của tội phạm tệ hơn khi Alvin Bragg nắm cái chính quyền. Trong những năm đầu tiên ông Bragg nhậm chức, tội phạm Manhattan đã tăng đáng kinh ngạc là 22%, nhấn mạnh tính cấp bách của biện pháp thực thi pháp luật hiệu quả. Hơn nữa, các quyết định truy tố của ông Bragg đã khiến những người ngạc nhiên, với hơn một số nữa trọng tội đã bị hạ cấp thành tội nhẹ trong nhiệm kỳ của ông. Sự khoan hồng này đối với tội hình sự đã gây ra sự chỉ trích của quan chức thực thi pháp luật và công chúng. Vào tháng 2 của 2024, ông Brad đã gây chú ý khi thả người nhập cư bất hợp pháp bị buộc tội tấn công những sĩ quan của cảnh sát New York.
làm dấy lên sự phẫn nộ và làm dấy lên sự lo ngại về cam kết của ông ta đối với an toàn công cộng. Các chuyên gia pháp lý đã bày tỏ sự hoài nghi về quyết định truy tố của Alvin Bragg đối với ông Trump, nghi ngờ về tính hiệu quả và công bằng về chiến lược truy tố của ông và tất cả những nhân vật đang chống lại vụ án của Trump tại New York, trong đó có ông ông Jonathan Turley và một số thành viên khác. Wow. Và đây là ông Jonathan Turley đang nói gì về điều này. Believe that Jonathan, we have this just in, some photos from inside the courtroom. There's no rolling cameras in the courtroom, but you have this still photo, the first to come out of this historic trial that is starting down in Lower Manhattan. Jonathan, you wrote about Cicero saying the more laws, the less justice, and that you see the same here. How so? Well, the more cases against Trump, the less justice we receive as a people. You know, the opponents of Trump would have been far better off with just one case, the Mar-a-Lago case. That's based on real law, real precedent, and one can disagree with the interpretations. But it's not a reach in the sense of this case. This case is creating something. It's creating a criminal code just for Trump. You know, you have a misdemeanor whose timesheets ran out and it was revived. Ok, cái điểm này rất là quan trọng khi mà ông Jonathan Turley nói về điểm này, quý vị. Ông nói rằng là kiện càng nhiều vụ kiện chống lại ông Trump thì có vẻ như công lý thật sự tệ hại. The less justice that they have. Mà họ đang tập trung vào vụ án duy nhất tại Mar-a-Lago. Trong khi đó cái vụ án này thật sự họ đang tạo ra một cái khấu về hình sự mới và khấu này để dành cho ông Trump thôi. Đúng vậy. Người Mỹ mình ta bây giờ nghe rằng là ông Trump bị truy tố. Thì tôi nghĩ người Mỹ cũng đó vậy đó hả? In this rather curious way, he's effectively arguing that Trump was filing false business records through his counsel to hide a federal crime. But it isn't a federal crime. This wasn't a campaign contribution. None of that appears to matter. And that's why a lot of us... Cái điểm quan trọng tiếp theo là họ truy tố ông Trump vì đã hành vi để tạo ra một hồ sơ kinh doanh giả để che giấu những tội phạm liên bang. Nhưng mà thật sự, ông luật sư, giáo sư luật của trường Washington, ông nói rằng đây không phải là tội liên bang. Là bởi vì số tiền đó không lấy từ cái quỹ campaign của ông Trump 2016. Cái điểm này nó khác hoàn toàn với cái quỹ campaign của bà Clinton. Bà Clinton bị phạt là bởi vì bà đã lấy cái tiền của quỹ campaign để trả cho cái bộ hồ sơ của Christopher Steele để có thể tạo ra một vụ trong Nga và để FBI nghe lén ông Trump và truy tố trong cuộc sổ bị điều tra, trong cuộc điều tra của Robert Mueller. Are looking at this and recoiling. This is not how the law is supposed to be. New Yorkers appear to like it this way. They elected James, who ran on bagging Trump for anything, didn't even mention what, and they now are lionizing this district attorney who's putting together what many of us consider to be an absurd indictment. So here you are in the New York Post, a serial perjurer will try to prove an old misdemeanor against Trump and an embarrassment for the New York legal system. That perjurer is Michael Cohen. Here he was on MSNBC. Watch. It's the same thing over and over again. Poor Donald, Donald the victim. He's now being, you know, the target of the Biden administration. There's for all of us, the average people. Then there's those in power. And then there's Donald Trump, who right. seems to be able to skirt the law whenever he wants and however he wants. That doesn't, that I don't acknowledge what these folks are saying. And Politico got in on it. Michael Cohen's admitted liar. He's still going to be the star witness against Trump. Okay. Is this normal? Well, it was just recently that a federal judge really eviscerated Cohen and said that you are a serial perjurer and you're still gaming the system. That wasn't last year. That was just recently. And he's going to take this stand as the central witness. But what is really bizarre here is he's basically saying, put my former client in jail for following my legal advice. Mm-hmm. Now, a lot of jurors be sort of scratching their head.
Cái điểm rất là quan trọng khi trong cái vụ án này thì tôi nói sử dụng Michael Cohen, cựu luật sư của ông Trump. Và cựu luật sư của ông Trump là Michael Cohen lên chương trình MSNBC và tấn công Trump về điểm này. Nhưng mà thật sự cái điểm mà chúng ta mấu chốt là Michael Cohen là một kẻ đã nói dối trước tòa án. Thì giáo sư Jonathan Turley đặt một câu hỏi rất tuyệt vời. Như vậy, đó là lần đầu tiên mà có thể là một luật sư đang cố gắng để kêu gọi tòa án để truy tố khách hàng của mình trong quá khứ, mà khách hàng của mình lại nghe những cái lời khuyên về luật của ông Michael Cohen. Tức là Michael Cohen trong quá khứ là khuyên ông Trump làm như thế này, thế này, thế này. Rồi bây giờ là kêu tòa án phải truy tố ông Trump là bởi vì tôi khuyên ông làm thế này, thế này, thế này, thế này. Tôi giả sử như vậy. But there's also this disconnect. If you recall, Mark Elias, who was the general counsel of the Clinton campaign, was just fined. The campaign was fined by the FEC for hiding the payments, the support for the Steele dossier as a legal expense. And they were fined for that. No one was criminally charged. In this case, you're taking this misdemeanor. Rất là rõ ràng khi giáo sư lại quay lại cái trường hợp của bà Clinton. FEC chỉ đính phạt bà Clinton để trả cho bọn hồ sơ của Christopher Steele. Nhưng mà không ai bị truy tố được vụ này cả. Và trong cái hồ sơ tài chính là lấy trực tiếp từ quỹ campaign của bà Clinton được liệt vào, đó là cái phí pháp lý. Reviving it because it was dead, suggesting a crime that doesn't exist, and then hitting Trump with dozens of counts. Most citizens, at least outside New York, see that for what it is. It's the weaponization of the criminal justice system. Wanted to ask you about the fact that today starts jury questions, and the Trump jury questions are going to have things like this. Have you ever attended a rally of or a campaign event for Donald Trump? Do you currently follow Donald Trump on any social media site, or have you done so in the past? And have you ever attended a rally or campaign event for any anti-Trump group or organization? What do you think of these questions? Well, the problem is that courts don't feel comfortable saying, asking, you know, who'd you vote for? And so they're working around the edges to try to show bias. The most important thing here is to try to isolate the worst of the jurors. Those are jurors who just desperately want to be on this jury. Many people will want to be, but are prepared to lie to do so. Now, what the defense counsel has is not their veracity on these forms, but their names. That is, even though we won't see them, the defense counsel can look at social media and see if they're lying. What is troubling is that in a couple of past Trump cases, they found out after the conviction or. Ok, quý vị, trong cái quá trình cái phiên tòa này có điểm rất là quan trọng. Đó là những câu hỏi để có thể chọn lựa bồi thẩm đoàn. Thì những câu hỏi bồi thẩm đoàn chọn lựa, chẳng hạn như là ông Trump nói rằng, luật sư của ông Trump nói rằng là bạn có bao giờ tham gia cuộc rally của Trump, có follow cái social của Trump hoặc là rally cuộc campaign chống Trump hay không. Về nguyên tắc thì họ không thể nào đặt câu hỏi là ê mày có bầu cho Biden hay Trump. Nhưng mà thật sự cái điều này để chúng ta thấy được là họ đang lựa chọn cái bồi thẩm đoàn có một sự công bằng nào đó trong Trump và luật sư của ông Trump. Còn nếu mà thật sự bồi thẩm đoàn mà được lựa chọn, mà họ có thể tìm thấy trong những cái mạng xã hội vân vân, mà có khả năng là tham gia những cuộc campaign chống Trump, tôi giả sử, thì đương nhiên đó là một trong những cái điểm mà luật sư của Trump và legal counsel cần phải nhắc đến. Và đó là lý do tại sao ông Jonathan Turley đã giải thích rất rõ ràng về điều này. Well, the problem is that courts don't feel comfortable saying the judges refuse to toss out the verdict. So you have to try to stick that landing up front to show that bias. Also, keep in